Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Sáng hôm nay tiếp tục sư xin chia sẻ tiếp theo về cái phần thọ quán niệm xứ. Vì chúng ta tu tập là một hành giả, chúng ta tu tập về cái phương pháp tứ niệm xứ thì chúng ta phải tìm hiểu cho nó được cặn kẽ trong cái bài kinh tứ niệm xứ. Và trong lúc chúng ta tu tập tứ niệm xứ, không phải là chúng ta chỉ có ghi nhận một cái đối tượng duy nhất. Thiền tứ niệm xứ là chúng ta quan sát đối tượng lưu động, có đối tượng nào nổi trội thì chúng ta sẽ quan sát đối tượng đó. Còn đối với cái cách mà chúng ta tu thiền định thì chúng ta chỉ an trú vào một cái đề mục duy nhất. Ngoài cái đề mục đó thôi, chúng ta không còn biết những cái đối tượng khác. Thì khi mà chúng ta tu thiền định, trong 40 đề mục chúng ta có thể chọn một cái đề mục. Và khi chúng ta đã chọn cái đề mục nào rồi thì chúng ta chỉ an trú vào cái đề mục đó, và chúng ta không còn biết những gì xung quanh. Để tâm chúng ta được định tĩnh và chúng ta tập trung cao độ để chúng ta chứng thiền. Còn chúng ta tu tập thiền Vipassana, hay còn được gọi là thiền tứ niệm xứ đó, là chúng ta phải quan sát thấy được danh và sắc, hay nói chung chúng ta phải thấy được năm uẩn. Thì khi mà chúng ta tu tập đến giai đoạn chúng ta phân biệt được danh và sắc, tức là thân chỉ cho sắc pháp, tâm chỉ cho danh pháp, thì sắc pháp thì cái người chuyên về thân quán niệm xứ thì cái người này sẽ điêu luyện trong cái vấn đề sắc pháp. Còn những người mà chuyên tu về thọ quán niệm xứ thì phải điêu luyện về cái vấn đề thọ uẩn. Và cái người chuyên tu về tâm quán niệm xứ thì phải điêu luyện về cái vấn đề thức uẩn. Và cái người chuyên về pháp quán niệm xứ là cái người đó họ phải thấy được cái vận hành của pháp, tức là hành uẩn hay là tưởng uẩn. Thì chúng ta tu tập lâu ngày, cái tuệ giác chúng ta phát sanh, chúng ta sẽ thấy được năm uẩn. Thì ở đây đó, chúng ta tu thiền Vipassana hay là thiền tứ niệm xứ đó, không phải là chúng ta chỉ có ghi nhận một xứ một, mà chúng ta cũng phải biết những cái xứ khác. Nhưng mà chúng ta muốn biết được những cái xứ khác đó, thì chúng ta phải tìm hiểu, rồi khi đó chúng ta ghi nhận, chúng ta không bị lầm lạc. Nên trong tứ niệm xứ Đức Phật dạy rằng khi chúng ta quán thân thì chúng ta phải biết mình đang quán thân, chứ không có lẫn lộn là quán thọ, quán tâm và quán pháp. Trong lúc chúng ta đang ghi nhận quán thọ thì chúng ta phải biết rằng trong lúc này chúng ta đang quán thọ, chứ không phải là quán thân, không phải là quán tâm, không phải là quán pháp. Trong lúc mà chúng ta quan sát, chúng ta ghi nhận tâm, chúng ta quán tâm thì trong lúc này chúng ta biết rằng chúng ta đang quán tâm, chứ không phải là chúng ta đang quán thọ, quán thân hay là quán pháp. Và trong lúc mà chúng ta quan sát về năm uẩn, chúng ta quán pháp thì chúng ta hiểu trong lúc này chúng ta đang quán pháp, chứ không phải là quán thân, quán thọ và quán tâm. Thì đây, trong lúc mà chúng ta tu tập thiền tứ niệm xứ là chúng ta thấy rất là nhiều cái đề mục nó xuất hiện. Có những lúc mà chúng ta đang vui, chúng ta cảm thấy hương vấn của nội tâm, thì trong lúc đó chúng ta phải cần quán thọ. Chúng ta quan sát cái sự hương phấn, cái sự vui tươi đó, thì trong lúc này chúng ta quan sát những cái niềm vui đó, gọi là thọ quán niệm xứ. Và có những lúc mà chúng ta buồn, chúng ta u não, chúng ta sầu não, thì đây là những cái bất thiện pháp mà chúng ta phải cần quán thọ, quán niệm xứ. Chúng ta ghi nhận cái nỗi buồn đó, nó sanh khởi như thế nào và nó biến mất như thế nào, để chúng ta phải cần trải nghiệm để học hỏi. Thì trong những trường hợp này, tức là chúng ta đang tu tập về thọ quán niệm xứ.
Và có những lúc mà chúng ta phiền não, cái tâm chúng ta nó giận, nó phiền hà, nó nóng bức, nó cảm thấy nó khó chịu với một cái người nào đó, thì trong lúc này chúng ta phải cần quán tâm, tức là chúng ta quán cái tâm sân. Thì chúng ta quán cái sự bức xúc, cái sự khó chịu đó, đó, cái sự nóng nảy đó, thì trong lúc đó chúng ta đang tu tập về tâm quán niệm xứ. Thì có những lúc đó, tâm chúng ta đó, nó ham muốn cái này, nó thích thú cái kia, thì trong lúc đó chúng ta phải ghi nhận cái sự ham muốn, cái sự thích thú, tức là chúng ta đang quán tâm tham. Thì trong những trường hợp này, tức là chúng ta đang tu tập về tâm quán niệm xứ. Để có những lúc mà chúng ta ngồi, chúng ta bị đau, cơn đau nó phát sanh một cách dữ dội, thì trong lúc này chúng ta phải cần quan sát cái đau. Thì trong lúc mà chúng ta quan sát cái đau đó, thì trong lúc này chúng ta đang tu tập về thọ quán niệm xứ. Thì có những lúc mà chúng ta đi, chúng ta biết mình đang dở bước đạp, hay là những cái cử chỉ quay nghi hành động chúng ta biết rõ, thì trong những trường hợp này chúng ta đang tu tập về thân quán niệm xứ. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta tu không phải là chúng ta chỉ có một xứ, nhưng mà chúng ta phải chuyên về cái xứ nào thì chúng ta sẽ lão luyện về cái xứ đó. Còn các cái xứ khác thì chúng ta cũng phải ghi nhận, chứ không phải là chúng ta không biết. Và khi mà chúng ta thuần thục được thân thọ tâm rồi, cái đó chúng ta mới nhuần nhuyễn, chúng ta thấy được năm uẩn, là khi đó chúng ta sẽ thấy được pháp. Chúng ta thấy đây là sắc thủ uẩn, đây là tưởng thủ uẩn, đây là hành thủ uẩn, đây là thức thủ uẩn, và đây là tưởng thủ uẩn. Vì thế đó, đó sư muốn cho các Phật tử chúng ta hiểu về cái bài kinh Tứ Niệm Xứ mà Đức Thế Tôn ngài dạy đó. Khi chúng ta hiểu trên cái pháp học, chúng ta có thông tin đúng rồi, khi đó chúng ta mới thực hành, chúng ta trải nghiệm bằng cái chánh niệm, bằng cái sự hay biết của chính mình. Rồi khi chúng ta có thông tin đúng, chúng ta có học hỏi rồi đó, thì tâm chúng ta nó sẽ trải rộng và chúng ta sẽ thấy được nhiều đối tượng. Khi mà chúng ta thấy được nhiều đối tượng rồi đó, thì chánh niệm chúng ta nó trở nên sắc bén. Bây giờ sư sẽ trình bày về cái phương pháp gọi là thọ quán niệm xứ, để hỗ trợ cho cái cách mà chúng ta tu tập về tâm quán niệm xứ. Ngày hôm qua đó sư có trình bày về tâm quán niệm xứ đó, thì sư thấy như thế cũng vừa đủ để chúng ta tu tập. Tại vì trong 10 ngày còn nhiều cái bài pháp sư trình bày liên quan đến sự tu tập đó. Thì nếu mà sư trình bày thêm về tâm quán niệm xứ đó, thì sư nghĩ rằng không có đủ thời gian. Nên sáng hôm nay đó, sư sẽ chia sẻ đến hội chúng mình về cái phương pháp gọi là thọ quán niệm xứ. Thì trong Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy rằng như thế nào gọi là thọ quán niệm xứ. Ở đây vị tỳ kheo quán thọ trên các thọ nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ô ở đời. Khi có thọ lạc, biết rằng đang có thọ lạc. Khi có thọ khổ, biết rằng đang có thọ khổ. Khi có thọ không khổ không lạc, tức là thọ xả đó, biết rằng đang có thọ xả. Và vị tỳ kheo tu tập trong lúc đó có thọ khổ liên hệ đến vật chất, biết rằng đang có thọ khổ liên hệ đến vật chất. Và khi có thọ khổ không liên hệ đến vật chất, biết rằng thọ khổ không có liên hệ đến vật chất. Khi có thọ lạc liên hệ đến vật chất, biết rằng thọ lạc liên hệ đến vật chất. Và trong lúc có thọ lạc không có liên hệ đến vật chất, biết rằng thọ lạc không có liên hệ đến vật chất. Và khi có thọ xả liên hệ đến vật chất, biết rằng có thọ xả liên hệ đến vật chất. Và trong lúc có thọ xả không có liên hệ đến vật chất, biết rằng thọ xả không có liên hệ đến vật chất. Tức là thọ trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật phân tích gồm có 9 loại. Nhưng mà ở đây sư sẽ thuyết giảng, sư gom lại đó để chia sẻ cho người cư sĩ chúng ta dễ nắm. Sư sẽ phân tích về 5 loại thọ. Thì chữ Vedana gọi là thọ. Thọ tức là cái sự cảm giác của tâm. Khi mà chúng ta quán tâm, tức là chúng ta quán về thiện ác của tâm,
Mà hôm qua sư có trình bày đó, tâm tham là tâm bất thiện, tâm vô tham là tâm thiện, tâm sân là tâm bất thiện, tâm vô sân là tâm thiện, tâm si là tâm bất thiện, tâm vô si là tâm thiện. Thì khi mà chúng ta tu tập tâm quán niệm xứ đó, là chúng ta quán về thiện ác của tâm. Còn khi chúng ta quán thọ đó, tức là chúng ta quán về cái cảm giác của tâm, tức là cái sự vui buồn, cái sự thản nhiên của tâm. Thì trong lúc mà chúng ta có tâm sanh khởi thì cũng có cảm giác nó kèm theo. Nên khi mà chúng ta đã tu tập đến giai đoạn sắc sảo, khi có một tâm tham sanh khởi, tức là chúng ta đang quán tâm, chúng ta thấy có những cái tâm tham nó kèm thêm cái niềm vui nữa, chúng ta ghi nhận thêm cái niềm vui nữa, thì cái niềm vui đó nó thuộc về thọ, thọ quán niệm xứ. Và khi mà chúng ta tu tập, chúng ta quan sát tâm sân đó, thì chúng ta thấy cái sự bức xúc về tâm sân nó có kèm theo cái cảm giác, tức là cái sự u buồn. Khi mà chúng ta khởi tâm sân thì chúng ta có cái trạng thái nó buồn buồn, thì cái buồn đó nó thuộc về cái cảm giác của tâm, nó thuộc về thọ quán niệm xứ. Nên chúng ta là hành giả tứ niệm xứ, chúng ta sắc sảo, chúng ta vừa thấy tâm mà chúng ta còn thấy thêm cái cảm giác của tâm nữa. Tại sao mà sư muốn chia sẻ về thọ cho người cư sĩ chúng ta phải cần biết để chúng ta tu tập? Bây giờ sư cho một ví dụ. Trong lúc mà chúng ta đó khởi cái tâm tham mà nó có sự hưng phấn, tức là sự thích thú, mà chúng ta chỉ thấy cái sự dính mắc thôi, mà chúng ta không thấy được cái sự hoan hỷ nó liên hệ đến tâm tham, thì cái sự hoan hỷ liên hệ tâm tham này thuộc về thọ hỷ, nó thuộc về thọ. Bây giờ chúng ta chỉ biết được cái trạng thái dính mắc của tham, mà chúng ta không thấy được cái sự hỷ lạc của tâm tham, thì cái sự hỷ lạc này nó sẽ tác động đến chánh niệm chúng ta và nó làm chúng ta dao động. Tại cái sự hoan hỷ liên hệ tới tâm tham nó cũng thuộc về phiền não. Nên chúng ta tu, chúng ta hiểu thọ đó, chúng ta mở rộng tâm, chúng ta vừa thấy cái sự dính mắc của tâm và chúng ta thấy được cái niềm vui của tâm đó. Chúng ta thấy một cái tiến trình của phiền não nó đang vận hành. Thì như vậy chúng ta mới là cái người gọi là thực thụ tứ niệm xứ. Thì thọ đó, tức là chữ Vedana gọi là thọ, tức là cái sự cảm nhận hay là cảm giác của nội tâm gọi là thọ. Thì thọ đó, có những lúc mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết về một á, thì tất cả thọ đều là khổ, cho dù cái sự đau đớn thuộc về thọ khổ nó cũng là khổ, cái sự an lạc của thân chúng ta nó thuộc về thọ lạc, nó cũng là khổ. Khổ ở đây tức là cái sự bức xúc, khổ ở đây tức là cái sự nóng đốt của cái sự bức bách của sự vô thường. Thì Đức Phật dạy cái gì vô thường á, những pháp hữu vi có bản chất vô thường, thì cái gì vô thường có sự bức bách thì cái đó được gọi là khổ. Thì trong lúc mà chúng ta đau đớn nó thuộc về thọ khổ, và cái sự an lạc đó, của thân nó thuộc về thọ lạc. Và khi mà chúng ta cảm thấy u buồn đó, nó thuộc về thọ u, và khi chúng ta vui đó, thì khi đó thuộc về thọ thọ hỷ, và khi chúng ta thản nhiên, chúng ta bình thản thuộc về thọ xả. Thì thọ mà nói một đó, tức là tất cả thọ đều là khổ, thọ nào cũng vô thường, đều có sự bức bách, sự khổ cả. Thọ mà nói hai đó, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là thọ khổ và thọ lạc. Mà có những lúc Đức Thế Tôn Ngài thuyết về ba thọ đó, là thọ khổ, thọ lạc và thọ xả. Và có những lúc đó, Đức Thế Tôn Ngài thuyết về năm thọ, đó là khổ, lạc, xả, hỷ và u. Và có những lúc đó, Đức Thế Tôn Ngài thuyết về sáu thọ, tức là khi mà chúng ta nhìn cảnh sắc á, cái đó có cảm giác nó sinh khởi, thì như vậy gọi là nhãn thọ. Khi mà chúng ta nghe âm thanh, chúng ta có cái cảm giác gọi là nhĩ thọ. Khi mà chúng ta ngửi mùi đó, trong lúc đó chúng ta cũng có cái cảm giác, như vậy được gọi là tỷ thọ. Khi mà chúng ta ăn, chúng ta cũng có cái cảm giác gọi là thiệt thọ. Khi mà chúng ta xúc chạm cũng có cái cảm giác gọi là thân thọ. Khi ý chúng ta nhận biết các pháp, nó cũng khởi sanh cảm thọ, trong lúc này gọi là ý thọ. Tức là thọ từ con mắt sanh gọi là nhãn thọ, thọ từ lỗ tai sanh gọi là nhĩ thọ,
thọ từ mũi sanh gọi là tỷ thọ, thọ từ lưỡi sanh gọi là thiệt thọ, thọ từ thân sanh gọi là thân thọ, mà thọ từ ý sanh gọi là ý thọ. Thì có những lúc Đức Thế Tôn Ngài thiết về sáu thọ, và có những lúc mà Đức Thế Tôn Ngài thiết về 18 thọ đó. Tức là khi mà mắt chúng ta thấy cảnh sắc đẹp, chúng ta khởi lên cái niềm vui, có sự hưng phấn, thì trong lúc đó gọi là thọ hỷ. Thì chúng ta thấy cảnh sắc mà chúng ta khởi lên cái sự ưu tư, buồn bã, thì trong lúc đó chúng ta có thọ u. Thì trong lúc mà chúng ta nhìn cảnh sắc mà tâm chúng ta thản nhiên, bình thản, thì trong lúc này gọi là thọ xả. Thì chúng ta thấy rằng là mỗi cái căn như vậy nó có 3 thọ, thì 6 căn nó thành 18 thọ. Rồi có những lúc mà Đức Thế Tôn Ngài thiết với 36 thọ, tức là 18 thọ liên hệ đến thiện và 18 thọ liên hệ đến bất thiện. Một lát nữa đây sư sẽ trình bày. Và có những lúc Đức Thế Tôn Ngài thiết về 108 thọ, tức là 36 thọ quá khứ, 36 thọ hiện tại và 36 thọ tương lai. Thì tổng cộng gồm có 108 thọ. Và bây giờ sư sẽ trình bày trên phương diện pháp hành cho chúng ta dễ nắm bắt, tức là sư sẽ trình bày về năm thọ trong lúc chúng ta tu tập thôi. Thì chúng ta là hành giả tu tứ niệm xứ đó, thì chúng ta phải hiểu năm loại thọ. Khi mà chúng ta ngồi đó, có những cái cơn đau nó phát sanh, thì chúng ta phải cần quan sát. Thì khi mà chúng ta ngồi đó, có khoảng một tiếng hoặc là một tiếng đổ lên đó, thì cái đau nó sẽ phát sanh một cách dữ dội. Thì trong những cái trường hợp này thì chúng ta phải lấy cái đau đó làm đối tượng để chúng ta quan sát. Thì trong lúc mà chúng ta quan sát cái đau đó, là trong lúc đó chúng ta đang quan sát về thọ quán niệm xứ. Chúng ta lấy cái thọ khổ làm đối tượng. Thì khi mà chúng ta quan sát cái đau đó, thì chúng ta là cái người hành giả đó, tu tập về thọ quán niệm xứ đó, thì thường thường chúng ta đó quan sát cái đau, chúng ta thấy rằng nó vẫn có những lúc phiền não nó vẫn sanh khởi. Có thể là chúng ta bất mãn, chúng ta khó chịu với cái đau. Thì khi mà chúng ta quan sát, chúng ta khó chịu với cái đau đó, chúng ta cảm thấy nóng nảy đó, thì trong những trường hợp này, chúng ta là hành giả tu tập tứ niệm xứ, là chúng ta phải quan sát cái sự khó chịu đó. Mà khi cái tâm khó chịu đó chúng ta quan sát, nó thuộc về tâm quán niệm xứ mà hôm qua sư có trình bày đó. Thì khi mà chúng ta quan sát được tâm sân nó mất rồi, chúng ta mới quan sát lại cái đau đó. Cái đau đang diễn ra mà tâm chúng ta vẫn bình yên, thoải mái. Thì trong lúc này chúng ta đang quan sát về thọ quán niệm xứ. Thì chúng ta thấy rằng cái đau đó, chúng ta mà quan sát, chúng ta thấy trong cơ thể chúng ta rất là nhiều. Có những lúc thì chúng ta cảm thấy nó nhức mình, có những lúc thì chúng ta cảm thấy mỏi gối, hay có những lúc thì chúng ta bị mũi cắn. Những cái sự khó chịu đó gọi là thọ khổ đó. Thì chúng ta thấy trên thân thể chúng ta rất là nhiều đối tượng, cái cảm giác. Thì đây là những cái đối tượng để chúng ta quan sát. Để khi chúng ta bị bệnh hoạn, chúng ta bị nhức răng hay nhức đầu, chúng ta đau bụng, thì những cái cảm giác đó nó cũng thuộc về thọ khổ. Chúng ta là hành giả tu tập tới niệm xứ, chúng ta phải quan sát những cái cảm giác này. Đó là thọ khổ. Bây giờ sư sẽ đề cập đến cái đối tượng thứ hai mà chúng ta cũng phải cần ghi nhận đó. Đó là thọ lạc. Thọ lạc là gì? Tức là cái sự an lạc của cái thân thể của mình. Các vị ngồi, chúng ta, các vị có thể mở cái cây quạt, gió trong cái máy quạt nó thổi vô cái cơ thể mình. Các vị có thể ghi nhận, chúng ta thấy rằng cái sự nó mát mẻ, nó dễ chịu đó, thì đó cũng là đối tượng của thọ quán niệm xứ. Thì trong lúc này đó, nếu mà chúng ta không quan sát cái cảm giác mát đó, thì có thể tâm tham nó sẽ len lỏi và nó sẽ sanh khởi trong lúc đó. Thì chúng ta là cái hành giả tu tập thọ quán niệm xứ đó, thì chúng ta quan sát về cái sự mát mẻ đó, cái sự dễ chịu đó. Khi chúng ta quan sát cái sự diễn tiến của nó, nó đến và nó đi như thế nào. Và khi có thọ lạc đó, thì chúng ta luôn kiểm tra coi cái tâm mình nó có thích thú hay không. Chúng ta phải nhớ một điều, khi có thọ khổ, thân đau đó, thì tâm sẽ u sầu. Đó là cái bản chất của phàm phu. Khi mà thân dễ chịu, mát mẻ, thì khi đó sẽ có tâm tham,
cái sự thích thú trong đó. Thì khi mà chúng ta quan sát cái sự an lạc đó, cái sự mát mẻ của cái thân mình đó, thì cái đó chúng ta kiểm tra coi cái tâm mình nó có vui thích hay không, nó có sự thích thú hay không. Nếu mà có sự thích thú là chúng ta phải quan sát cái sự thích thú đó, tức là chúng ta quan sát sự thích thú đó gọi là tâm quán niệm xứ. Chúng ta không còn thích thú nữa, bắt đầu chúng ta quan sát lại cái sự mát mẻ đó mà tâm chúng ta vẫn bình thản, chúng ta không có sự thích thú nữa, thì như vậy tức là chúng ta đang tu tập về thọ quán niệm xứ. Thì sư nghĩ rằng đó, chúng ta ngồi có lúc thì thân chúng ta nó đau đớn, có lúc thì thân chúng ta nó cũng mát mẻ, thì chúng ta phải cần quan sát những cái sự đau đớn của thân và cái sự mát mẻ của thân. Thì trong những trường hợp này tức là chúng ta tu tập về thọ quán niệm xứ. Chúng ta hiểu rồi chúng ta thấy rất là dễ, không có gì khó cả. Rồi chúng ta tu chúng ta thấy rất là nhiều đối tượng. Tại thiền tứ niệm xứ là chúng ta phải quan sát được nhiều đối tượng, lúc nào cũng có đối tượng để chúng ta quan sát cả, nên chúng ta khỏi đi tìm kiếm ở đâu cả. Rồi cái thọ thứ ba ở đây sư muốn chia sẻ đến hội chúng chúng ta, chúng ta phải cần quan sát, đó là thọ u, tức là cái nỗi buồn. Trong đời sống thường nhật của các vị có buồn không? Có. Khi mà chúng ta làm ăn thất bại, chúng ta buồn. Chúng ta nói người khác, họ không nghe chúng ta cũng buồn. Hay là chúng ta nhớ lại những cái kỷ niệm về quá khứ, thời ấu thơ, thì chúng ta nhớ là có những lúc chúng ta cũng buồn. Thì những cái nỗi buồn đó thuộc về thọ u. Thì bây giờ chúng ta là cái hành giả tu tập tứ niệm xứ mà chúng ta không có thấy được cái nỗi buồn. Cái nỗi buồn nó sanh khởi rồi chúng ta đồng hóa, chúng ta phát triển cái nỗi buồn á, rồi bắt đầu tiếp tục mỗi ngày cái nỗi buồn nó sẽ lớn dần và chúng ta sẽ bị trầm cảm hay là chúng ta bị chết. Và chúng ta lúc nào cũng u sầu cả. Nó là cái bản chất phiền não. Thì bây giờ chúng ta tu tập thọ quán niệm xứ đó, là khi nào các Phật tử chúng ta có cái nỗi buồn nó sanh khởi thì chúng ta phải ghi nhận cái nỗi buồn. Chúng ta lấy cái nỗi buồn đó, cái sự ưu tư đó, chúng ta quan sát. Thì khi mà chúng ta quan sát cái sự ưu tư này đó, thì cái sự ưu tư nó sẽ giảm dần và chúng ta sẽ thấy được cái sự thay đổi và cái sự biến mất của nó. Nên khi mà chúng ta tu, chúng ta thấy được cái nỗi buồn rồi đó, thì sư bảo đảm với các vị không thể nào bị chết được, các vị không thể nào bị trầm cảm được. Những người mà họ bị trầm cảm hay là bị chết, bị thần kinh là những người này họ sống với cái nỗi buồn, cái sự ưu tư nhiều, họ lo lắng nhiều, họ sầu não nhiều. Thì trong cái nỗi buồn này đó, thì chúng ta cần quan sát trong những lúc nào. Khi nào mà các vị sống trong cuộc sống này, các vị khởi lên cái sự ưu tư, có thể người khác chửi mình cảm thấy buồn. Hay là trong cái cuộc sống mình, gia đình nó không có được ổn định, chúng ta khởi lên cái nỗi buồn, cái sự ưu tư đó, thì người cư sĩ chúng ta phải tập lấy cái nỗi buồn, cái sự ưu tư đó chúng ta quan sát. Khi chúng ta quan sát được cái nỗi buồn, tức là chúng ta thoát khỏi cái nỗi buồn trở thành đối tượng để chúng ta theo dõi, chúng ta ghi nhận. Thay vì người cư sĩ chúng ta theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra, hay là chúng ta theo dõi phòng xẹp, thì bây giờ cái nỗi buồn đó chúng ta lấy làm đối tượng, chúng ta quan sát. Thì khi chúng ta quan sát, chúng ta thấy rất là thú vị. Cái nỗi buồn đó nó đến và nó đi và nó giảm dần và nó biến mất. Lâu ngày cái tuệ chúng ta hiểu. Xưa giờ mình nghĩ rằng cái nỗi buồn này là ta của ta. Rồi chúng ta cứ phát triển, chúng ta sống với cái nỗi buồn đó. Khi các vị sống với nỗi buồn thì các vị không có sự hạnh phúc đâu. Nên chúng ta tu tứ niệm xứ, Đức Phật dạy chúng ta về cái phương pháp. Chúng ta tu, chúng ta có trải nghiệm rồi, chúng ta thấy rất là thù diệu, giúp cho chúng ta giải tỏa được phiền não và đời sống chúng ta nó an vui vô cùng. Thì cái thọ u này đó, suy nghĩ rằng chúng ta phải thường quan sát khi nào chúng ta có những cái nghịch cảnh, hay là họ chửi chúng ta, hay là trong cái đời sống chúng ta làm ăn thất bại. Thì trong lúc đó có nỗi buồn sanh khởi là chúng ta phải tập quan sát. Chúng ta mà thấy được cái nỗi buồn một lần rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy thường xuyên. Tại sao mà các Phật tử mới đến á, thì sư phải chỉ cho các vị phải niệm thân trước.
Mà phải niệm thọ khẩu trước. Tại vì những cái thọ ưu và thọ hỷ thì nó vi tế, tâm nó vi tế. Thì bây giờ chúng ta là hành giả mới bước đầu tu tập, mà giờ sư chỉ cho các vị nhìn tâm, các vị đâu có biết tâm đâu mà nhìn, tâm nó vi tế. Và bây giờ sư chỉ cho các vị quan sát về những cái cảm giác của tâm, buồn vui hay là cái sự thản nhiên, thì sư nghĩ các vị không thể quan sát được nếu mà chánh niệm chúng ta chưa có sắc bén. Thì bây giờ bước đầu là chúng ta phải tập chánh niệm, chúng ta phải nhìn những đối tượng thô trước. Nên ngày hôm qua sư chỉ cho các Phật tử chúng ta là hơi thở, tức là chúng ta niệm thân đó, hơi thở nó rất là thô, hay là phòng xẹp á, chúng ta thấy rằng nó rất là thô, chúng ta dễ quan sát sự phồng xẹp của bụng, hay là hơi thở vào hơi thở ra, để chúng ta tập chánh niệm cho chánh niệm chúng ta nó vững, và chánh niệm chúng ta nó sẽ sắc bén, rồi chúng ta sẽ thấy được những cái cảm giác của tâm và tâm. Rồi sư chỉ các vị quan sát cái đau á, tức là chúng ta cũng quan sát về thọ quán niệm xứ đó, nhưng mà thọ khổ thì chúng ta thấy nó dễ dễ quan sát. Khi cái sự đau đớn chúng ta thấy quan sát nó rất là dễ dàng, nó không có vi tế giống như thọ u hay là thọ hỷ hay thọ xả hay là những loại tâm. Rồi các vị mới bắt đầu tu tập á, sư chỉ cho các vị quán tâm á, cái tâm thô nhất, tức là chúng ta quan sát về cái tâm suy nghĩ. Cái tâm suy nghĩ nó rất là thô, thì chúng ta phải thấy được cái tâm suy nghĩ rồi thì chúng ta mới thấy được tâm tham, hay là chúng ta thấy được tâm si, hay là chúng ta thấy được tâm sân. Nên chúng ta đó mới bước đầu tu tập là chúng ta quan sát hơi thở hay là phòng xẹp, hay là chúng ta quan sát cái đau, hay là chúng ta quan sát về tiếng động, thì những cái đối tượng này suy nghĩ nó thô chúng ta dễ quan sát. Thì ở đây đó sư muốn trình bày về cái phương pháp thọ quán niệm xứ đó, thì cái nỗi buồn thì ở đây chúng ta phải thường nhớ khi nào có những cái nghịch cảnh đến mà cái nỗi buồn nó sanh khởi thì chúng ta phải tập quan sát để chúng ta học hỏi, để chúng ta thấy một cái tiến trình nó đến và nó đi như thế nào. Rồi chúng ta tu tập về thọ quán niệm xứ đó, là chúng ta phải quan sát về thọ hỷ. Thọ hỷ là gì? Tức là những cái niềm vui trong đời sống chúng ta. Có những lúc thì chúng ta buồn nó thuộc về thọ ưu, và có những lúc chúng ta vui nó thuộc về thọ hỷ. Thì thọ hỷ chúng ta phải cũng cần quan sát. Vậy thọ hỷ nó sanh khởi trong những trường hợp nào? Có những lúc người ta khen chúng ta cảm thấy vui, hay là chúng ta đi chơi, đi du lịch đó, thì chúng ta thấy cái cảnh nó đẹp, hợp với cái tâm mình, chúng ta cảm thấy thích thú, chúng ta vui đó. Thì cái niềm vui nó thuộc về thọ hỷ. Rồi có những lúc mà chúng ta gặp những cái người nào hợp với ý mình đó, nói chuyện với chúng ta mà chúng ta thấy hợp ý mình. Rồi khi chúng ta gặp người đó, chúng ta giao du với người đó là chúng ta mừng, chúng ta cảm thấy hớn hở. Thì cái sự hưng phấn, cái sự vui mừng đó nó thuộc về thọ hỷ. Thì cái thọ hỷ này chúng ta cũng phải cần quan sát. Tại sao chúng ta phải quan sát cái niềm vui này? Tại vì có những lúc chúng ta nô lệ cho cái niềm vui này mà chúng ta có thể làm những cái điều ác. Các vị thấy rằng ở ngoài đời đó, có những người nam mà họ muốn tìm cái cảm giác, cái niềm vui đó, có thể là họ đi uống rượu, gặp bạn bè là đi uống uống rượu họ cảm thấy vui, tức là chúng sanh này họ đang nô lệ cho cái niềm vui. Và cái niềm vui này để sai sử chúng sanh này làm những điều ác. Và ở đời này có những chúng sanh mà họ muốn kiếm cái cảm giác, họ muốn tạo cái niềm vui bằng cách là họ đi câu cá hay là họ đi đánh bài. Thì chúng ta thấy rằng á, chúng sanh này bị cái niềm vui này sai sử, và chúng sanh này cứ sống trong cái niềm vui bất thiện, và chúng sanh này cứ khổ đau hoài. Thì trong đời sống của chúng ta cũng vậy, có những lúc á, những cái chuyện bất thiện chúng ta cảm thấy vui, đối với phàm phu chúng ta nó trở thành thói quen. Chúng ta ngồi ở nhà hành thiền á, thì chúng ta chịu không nổi. Chúng ta xem kinh thì chúng ta cảm thấy nó buồn, thấy nó tẻ nhạt. Hay là chúng ta đi hành thiền á, chúng ta cảm thấy chán. Nhưng mà chúng ta đi du lịch, chúng ta thấy vui. Chúng ta đi với bạn bè chỗ nào đông người, rồi chúng ta cười hớn hở, chúng ta lại thích cái niềm vui đó. Thì những cái niềm vui đó thật sự ra thì vui ít khổ nhiều. Thì đối với các vị xuất gia giống như các sư, Đức Phật không có cho phát triển cái niềm vui này. Thì giờ chúng ta là hành giả tu tập thọ quán niệm xứ đó,
Thì chúng ta phải quan sát cái niềm vui này. Thì suy nghĩ rằng khi mà người cư sĩ chúng ta thấy được cái niềm vui này, chúng ta lấy cái niềm vui này làm đối tượng đó, thì khi đó chúng ta sẽ thoát ra khỏi cái niềm vui và chúng ta sẽ quan sát, thì chúng ta thấy rằng cái niềm vui nó sẽ giảm xuống và nó sẽ biến mất. Vậy để chúng ta hiểu được cái bản chất của niềm vui nó như thế nào. Và cái niềm vui này đó, thì khi mà chúng ta đề cập trên phương diện bất thiện thì nó luôn kèm theo cái tâm tham. Thì chúng ta là cái hành giả tứ niệm xứ, chúng ta muốn thấy được cái niềm vui thì chúng ta phải quan sát trong những lúc mà chúng ta được khen, hay là trong lúc mà chúng ta làm cái gì nó được thành tựu đó, hay có thể người khác khen chúng ta đó, hay là chúng ta gặp những cái người bạn mà chúng ta thích thú, thì đó chúng ta khởi lên cái sự hưng phấn của nội tâm. Thì cái sự hưng phấn của nội tâm, cái cảm giác, cái niềm vui đó, thì chúng ta phải cần quan sát để chúng ta xem cái tiến trình của nó. Mà khi mà quan sát cái niềm vui thấy thú vị đó, các vị cứ thử, nếu mà các vị thấy rồi đó, các vị thấy quan sát cái niềm vui, cảm thấy rất là thú vị. Đó là cái thọ hỷ. Mà Đức Phật dạy chúng ta tu tập về thọ quán niệm xứ là chúng ta cũng phải cần biết về thọ hỷ. Và chúng ta tu tập tâm quán niệm xứ là chúng ta cũng phải biết được thọ, chứ không phải chúng ta chỉ biết tâm không. Thì ở đây xin nói rằng chúng ta tu đến với đạo Phật, chúng ta tu tới niệm xứ cũng nhiều dạng đó. Có những người Phật tử chúng ta cũng không hiểu biết gì, chúng ta thấy những cái khóa thiền là chúng ta cũng đăng ký, chúng ta tu theo cái truyền thống vậy đó, nhưng mà cái sự hiểu biết chúng ta không có. Rồi có một số người cư sĩ chúng ta tu tứ niệm xứ là chúng ta muốn cho mình được an vui, nhưng mà cái sự hiểu chúng ta nó cũng không được sâu sắc. Tức là cái tâm chúng ta nó được yên vậy thôi. Chúng ta tứ niệm xứ chúng ta muốn cho cái tâm chúng ta yên vậy thôi, chứ chúng ta cũng không có sự hiểu biết. Còn nếu mà chúng ta đó là người đích thực tu tứ niệm xứ đó, chúng ta muốn để cho những cái tuần tệ phát sanh, hay là chúng ta muốn đạt đến đạo quả đó, thì thật sự ra cái hiểu chúng ta phải sâu sắc và chúng ta phải hiểu được những cái điều mà Đức Thế Tôn ngài dạy, để chúng ta đi sâu vào cái nội tâm của mình, để chúng ta khám phá, thì khi đó tuệ mới sanh được và cái sự hiểu chúng ta mỗi ngày đó nó mới phát triển tốt. Và nếu mà chúng ta muốn chấm dứt cái sự tái sanh đó, chúng ta muốn có sự tha thiết để chúng ta nhàm chán trong sự luân hồi đó, thì suy nghĩ chúng ta phải tìm hiểu cho nó thật nhiều cái thông tin chúng ta đúng trên phương diện pháp học và pháp hành. Và chúng ta tu tập tứ niệm xứ mà chúng ta tu đúng á, thì sư bảo đảm với các vị tu dừng trong khoảng một tháng thôi là các vị có sự hiểu biết. Và nếu mà chúng ta tu không có đúng kinh điển và cái sự tu tập chúng ta đó không có người hướng dẫn đó, thì chúng ta tu suốt đời thì suy nghĩ rằng chúng ta cũng có sự tiến bộ được. Tại khi mà chúng ta tu đúng pháp, hiểu biết đúng thì không thời gian không bao lâu là chúng ta khác liền. Và chúng ta rất là đam mê trong bị thiền tập. Là chúng ta thấy rằng chỉ có thiền mới giúp cho ta được an vui, là chỉ có thiền mới giúp cho ta được hạnh phúc. Và bây giờ tôi sẽ đề cập đến cái thọ xả, tức là cái sự thản nhiên. Có những lúc chúng ta vui, có những lúc chúng ta buồn, và có những lúc chúng ta thản nhiên. Thì cái thản nhiên này chúng ta quan sát đó, thì nó hơi khó. Tại vì nếu mà chúng ta chưa quan sát được cái niềm vui và cái nỗi buồn đó, thì chúng ta không thể quan sát được cái sự thản nhiên được. Tại cái thọ xả thì nó vi tế hơn cái thọ u và thọ hỷ. Thì trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta thấy rằng lúc nào nó cũng có cảm thọ cả, nên chúng ta không cần kiếm đâu. Có những lúc thì chúng ta thấy cái thân chúng ta đau đớn thì chúng ta cũng có thể quan sát vậy, đâu cần kiếm đâu. Ngồi một chút là cái cảm giác cái thân nó đau đớn nó phát sanh. Thì khi chúng ta quan sát về cái đau đớn đó là thọ quán niệm xứ thuộc về thọ khổ. Thì có những lúc vì thân chúng ta nó cảm thấy nó mát mẻ, nó dễ chịu, thì trong lúc đó chúng ta lấy cái sự mát mẻ dễ chịu đó, chúng ta quan sát gọi là thọ quán niệm xứ. Trong lúc này gọi là chúng ta đang quán thọ lạc. Và trong đời sống của chúng ta có những lúc chúng ta vui đó, thì chúng ta quan sát cái vui đó
Thì cái vui đó là chúng ta đang quan sát về thọ quán niệm xứ mà chúng ta quan sát về thọ hỷ. Ở trong đời sống của chúng ta có những lúc chúng ta buồn thì chúng ta quan sát cái buồn đó, thì trong những trường hợp này chúng ta đang quan sát về thọ quán niệm xứ, chúng ta tu tập về thọ quán niệm xứ. Thì buồn nó thuộc về thọ ưu và vui nó thuộc về thọ hỷ. Còn có những lúc thì chúng ta thản nhiên á, thì chúng ta quan sát về cái thản nhiên đó thì nó thuộc về thọ xả. Thì chúng ta thấy rằng từ sáng thức dậy đến tối chúng ta đi ngủ thì lúc nào cũng có cảm giác cả, chúng ta đâu cần đi kiếm đâu. Khi nào có thọ khổ chúng ta quan sát thọ khổ, khi nào có thọ lạc chúng ta quan sát thọ lạc, khi nào có thọ ưu chúng ta quan sát thọ ưu, khi nào có thọ hỷ chúng ta quan sát thọ hỷ, khi nào có thọ xả chúng ta quan sát thọ xả. Đó là sư đề cập về năm thọ để người cư sĩ chúng ta nắm nắm sư thấy năm thọ này dễ chứ đâu có gì khó, không có gì khó cả. Và bây giờ sư sẽ phân tích, tức là có những loại thọ nó thuộc về thiện và có những loại thọ thuộc về bất thiện. Những cái thọ nào chúng ta phải phát triển, những cái thọ nào chúng ta phải quan sát để chúng ta loại trừ. Thọ nó có thiện và bất thiện chứ không phải là nó giống nhau. Thì bây giờ sư phân tích thuộc về thọ thiện và bất thiện. Bây giờ sư sẽ đề cập đến thọ ưu, nó liên hệ đến thiện và bất thiện. Chúng ta tu chúng ta cũng phải nhận diện chứ, chúng ta phải biết đây là kẻ thù và đây là cái người giúp đỡ mình, cái người hỗ trợ mình chứ. Thì thọ ưu á, chúng ta là cái hành giả tu tập thọ quán niệm xứ, chúng ta cũng phải phân biệt nó có thiện và bất thiện. Như thế nào gọi là thọ ưu liên hệ đến bất thiện mà chúng ta phải cần quan sát để chúng ta loại trừ. Khi nào mà người khác chửi các vị làm ăn thất bại đó, thì trong lúc đó chúng ta khởi lên cái nỗi buồn á, thì chúng ta phải tập chúng ta quan sát cái nỗi buồn. Và trong lúc này chúng ta còn biết rằng cái thọ này nó thuộc về bất thiện. Và trong lúc đó chúng ta quan sát không phải là chúng ta nói trong đầu đây là bất thiện, mà tự cái sự hiểu biết chúng ta nó đã cài đặt sẵn rồi. Giống như giờ sư nói, ví dụ lúc nhỏ các vị đi học á, mình còn nhỏ cô giáo mới dạy cho chúng ta đây là cái ly, đây là cái ca, thì khi đó chúng ta mới biết đây là cái ly cái ca. Rồi sau này chúng ta lớn lên á, chúng ta nhìn cái này là chúng ta nhìn cái ly rồi chúng ta biết cái ly, chúng ta nhìn cái ca chúng ta biết cái ca, chúng ta đâu cần suy nghĩ trong đầu nữa, tại vì chúng ta đã có sự hiểu biết rồi, cái tâm mình nó cài đặt sẵn rồi. Thì như thế nào cũng vậy, trong lúc chúng ta tu tập á, mà khi nào người khác chửi chúng ta đó, chúng ta làm ăn thất bại mà cái sự ưu tư buồn bã khởi lên, hay là chúng ta nhớ về cái kỷ niệm quá khứ đó, nỗi buồn khởi lên, chúng ta quan sát cái nỗi buồn đó thì chúng ta biết đây là cái thọ ưu liên hệ đến bất thiện. Nên trong tứ niệm xứ Đức Phật dạy là thọ ưu liên hệ đến vật chất và thọ ưu không liên hệ đến vật chất, hay là thọ ưu liên hệ đến thế tục và thọ ưu không liên hệ đến thế tục. Mà thọ ưu liên hệ đến vật chất, liên hệ đến thế tục đó, nó thuộc về bất thiện. Khi chúng ta tu tập tứ niệm xứ mà chúng ta không hiểu thì sao chúng ta tu được? Thì trong lúc mà chúng ta đó quan sát về cái cảm giác, cái nỗi buồn đó đó, khi mà chúng ta quan sát là chúng ta thấy nó sẽ tan biến. Và chúng ta là hành giả tu tập tứ niệm xứ đó, thọ quán niệm xứ đó, thì cái nỗi buồn đó đến chúng ta cũng đừng có bất mãn, chúng ta cũng đừng có cảm thấy bức xúc đối với nó, tại vì nó cũng là đối tượng mà. Thay vì giờ chúng ta quan sát hơi thở, chúng ta quan sát cái đau, bây giờ chúng ta quan sát cái nỗi buồn, tuy rằng nó bất thiện mà chúng ta quan sát một cách khách quan thôi, coi sự diễn tiến như thế nào, đến như thế nào và đi như thế nào, nó biến mất, chúng ta có sự hiểu biết. Thì trong lúc đó chúng ta biết đây là thọ ưu liên hệ đến bất thiện. Rồi như thế nào gọi là thọ ưu liên hệ đến thiện? Có những lúc mà chúng ta ngồi đó, chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy cái thân, cái tâm chúng ta đó, chúng ta ghi nhận cái nào chúng ta thấy nó cũng biến mất, và chúng ta thấy nó mệt mỏi, tức là cái sự bức xúc, tức là cái có thân, có tâm đây đó, thì chúng ta thấy rằng nó không có được an lạc, nó không có được hạnh phúc, và chúng ta nhàm chán đối với cái thân và tâm này. Thì khi mà chúng ta quan sát mà chúng ta có sự nhàm chán như vậy, nó khởi lên cái sự ưu tư. Thì khi mà khởi lên cái sự ưu tư đó thì chúng ta cũng phải cần quan sát. Thì cái sự ưu tư này nó liên hệ đến thiện, nhưng mà chúng ta cũng phải cần quan sát.
Sư cho các vị một ví dụ để dễ hiểu về cái thọ ưu liên hệ đến thiện. Khi Đức Phật còn là Bồ Tát á, Ngài đi ra các cửa thành để Ngài dạo, Ngài thấy người già, người bệnh, người chết, và Ngài mới khởi lên cái sự ưu tư. Ngài nghĩ rằng ta đây cũng phải già, bệnh, chết, cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con xinh cũng là phù du giả tạm. Ngài khởi lên cái sự ưu tư và Ngài muốn từ bỏ hết tất cả. Và từ đó Ngài mới đi xuất gia, Ngài tu tập trở thành vô thượng để chánh đẳng giác. Thì cái sự ưu tư mà Đức Phật còn Bồ Tát á, Ngài thấy những cái hiện tượng đó, khởi lên cái sự ưu tư, và cái sự ưu tư này thúc đẩy để Ngài từ bỏ hết tất cả, Ngài đi tu tập. Thì cái sự ưu tư đó thuộc về thiện. Thì khi nào người cư sĩ chúng ta đó, chúng ta ngồi mà chúng ta suy xét về cuộc đời này, chúng ta nghĩ rằng cuộc đời này đó vui ít khổ nhiều, ta có thân đây phải già chết, luân hồi là sự đau khổ, nên chúng ta có sự ưu tư nhàm chán, chúng ta siêng năng để chúng ta tạo những điều lành điều thiện đó, và chúng ta siêng năng trong sự tu tập, chúng ta siêng năng trong dự bố thí, siêng năng trong việc giữ giới, và chúng ta siêng năng trong cái sự hành thiện. Thì cái sự ưu tư đó nó giúp cho chúng ta phát triển thiện pháp. Thì những cái sự ưu tư này được gọi là thọ liên hệ đến thọ ưu liên hệ đến thiện. Nhưng mà chúng ta cũng phải cần ghi nhận. Rồi bây giờ sư sẽ đề cập đến thọ hỷ, nó có sự liên hệ đến thiện và thọ hỷ liên hệ đến bất thiện. Thọ hỷ liên hệ đến bất thiện á, tức là khi nãy sư đề cập á, khi mà chúng ta thấy cảnh đẹp chúng ta vui, hay là người ta khen chúng ta vui, nó liên hệ đến tâm tham. Thì chúng ta là hành giả tu tập thọ quán niệm xứ đó, sư đề cập đến thọ hỷ, nãy sư có đề cập đến thọ ưu, giờ sư đề cập đến thọ hỷ. Thì thọ hỷ đó thì gồm có thiện và bất thiện. Thì thế nào mà thọ hỷ liên hệ đến thiện và thọ hỷ liên hệ đến bất thiện? Thọ hỷ liên hệ đến bất thiện đó, tức là trong đời sống của chúng ta có những lúc mà chúng ta đó vui, người khác khen chúng ta, hay là trong đời sống chúng ta làm ăn được phát đạt, thì trong những trường hợp đó chúng ta khởi lên cái niềm vui đó, thì chúng ta cũng phải tập quan sát. Tại cái niềm vui này nó liên hệ đến tham. Thì khi chúng ta quan sát cái niềm vui này đó, thì cái niềm vui nó sẽ tự tan biến. Và khi mà cái niềm vui đó đi rằng nó bất thiện, chúng ta cũng đừng có sợ nó, tại vì nó cũng là đối tượng để chúng ta quan sát, chúng ta học hỏi, chúng ta coi cái sự diễn tiến nó như thế nào, đến như thế nào và đi như thế nào, chúng ta biết rõ, thì cái niềm vui nó sẽ biến mất, nó giúp cho chúng ta phát huy chánh niệm và định tâm. Thì cái niềm vui này liên hệ đến bất thiện. Rồi cái niềm vui mà liên hệ đến thiện đó, thì có những lúc mà chúng ta hành thiền đó, chúng ta quan sát, chúng ta thấy cái đau đang diễn ra, hay là cái tâm suy nghĩ đang diễn ra, và chúng ta thấy những cái đối tượng này mà chúng ta thấy nó không có liên quan gì đến mình đó, chúng ta khởi lên cái sự hoan hỷ, cái niềm vui, cái sự an lạc, thì cái niềm vui đó thì nó thuộc về thiện. Để cái niềm vui này do sự tu tập, cái sự hiểu pháp, thì cái niềm vui này chúng ta phải nhận biết. Khi mà chúng ta nhận biết được cái niềm vui thiện này đó, thì tiếp tục nó sẽ hỗ trợ cho cái niềm vui thiện khác sanh khởi. Thì ở đây chúng ta tu á, chúng ta nhớ rằng khi mà chúng ta niệm thọ đó, có những nỗi buồn liên hệ đến bất thiện, tức là liên hệ đến tâm sân, và có niềm vui liên hệ đến bất thiện, tức là liên hệ đến tâm tham. Thì khi mà chúng ta phát hiện được cái niềm vui đó liên hệ đến tham á, thì cái niềm vui nó tự biến mất. Và khi mà chúng ta ghi nhận được cái nỗi buồn liên hệ tâm sân đó thôi bất thiện á, chúng ta quan sát nó sẽ biến mất. Bất thiện mà chúng ta nhận diện nó biến mất. Khi mà chúng ta đó, có một cái niềm vui trong thiện pháp, chẳng hạn chúng ta bố thí chúng ta thấy vui mà chúng ta ghi nhận cái niềm vui tiếp tục nó sanh lên nữa. Khi mà chúng ta hành thiền chúng ta có sự hiểu biết mà niềm vui nó sanh lên, chúng ta quan sát á, thì cái niềm vui thiện này nó sẽ tiếp tục, nó hỗ trợ cho niềm vui thiện khác sanh lên. Bây giờ sẽ cho một ví dụ. Trong lúc mà chúng ta hành thiền thì chẳng hạn giờ đó, sư cho thí dụ về cái trường hợp, về cái cách mà sư tu tập. Thì có lần đó, sư tu thiền ở bên Siêu Minh đó, trong lúc mà sư vừa ra khỏi trường thiền, thì trong lúc này có một cái người Phật tử, hình như trong lúc đó tới mấy người Phật tử lần, cái họ mới nhường đường, cái họ cung kính,
họ chắp tay nhường đường cho sư đi đó. Thì trong lúc đó sư mới khởi lên cái niềm vui. Thì cái niềm vui này đó, sư biết là nó liên hệ đến tâm tham. Tại vì người ta nhường đường mình, người ta quý mình á, cái tâm nó thích, tâm tham nó thích thì nó khởi lên cái niềm vui. Thì trong lúc đó sư mới quan sát cái niềm vui đó. Sư quan sát cái niềm vui đó thì sư thấy cái sự biến mất của nó. Và trong lúc đó sư nghĩ cái niềm vui nào có liên quan tới mình đó. Thì khi đó bắt đầu cái tâm niềm vui khác đó, nó sanh lên. Thì cái niềm vui khác đó, là sư hiểu được cái bản chất của pháp là cái niềm vui trước, nên cái niềm vui nó sanh lên thì sư mới ghi nhận cái niềm vui sau, sư biết niềm vui này nó thuộc về thiện. Thì chúng ta khi mà chúng ta ghi nhận cái niềm vui mà liên hệ đến bất thiện á, thì nó biến mất, nó trợ tạo cho cái niềm vui liên hệ đến thiện nó sanh lên. Là khi đó đó tiếp tục, nếu mà chúng ta là cái hành giả thọ quán niệm xứ, chúng ta ghi nhận cái niềm vui sau á, niềm vui sau mà thiện đó, thì chúng ta quan sát nữa, chúng ta thấy rằng cái niềm vui thiện nó cũng đủ duyên và nó cũng thay đổi, nó biến mất, thì nó sẽ trợ tạo tiếp tục cái niềm vui khác sanh lên nữa. Tức là niềm vui thiện sẽ hỗ trợ tiếp cho niềm vui thiện đó. Và chúng ta sống cái hỷ lạc đó có thể là nó sẽ kéo dài trong thời gian rất là lâu. Thì chúng ta tu tập chúng ta cũng phải có niềm vui, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái niềm vui nó liên hệ đến thiện. Khi các vị hành thiền mà tâm các vị có sự an lạc, các vị có sự hỷ biết á, thì cái sự hỷ lạc, cái niềm vui nó sẽ phát sanh và thân tâm chúng ta rất là nhẹ nhàng. Có thể là chúng ta sẽ kéo dài cái thời gian cái niềm vui đó, nó sẽ tùy theo cái sự tu tập của mỗi hành giả. Rồi khi mà cái niềm vui thiện đó mà nó sanh khởi, mà chúng ta biết cách chúng ta quan sát nữa, nếu mà chúng ta không muốn cho cái niềm vui tiếp tục thiện nó sanh nữa, thì có thể chúng ta chuyển qua cái niềm vui sản. Cái niềm vui thiện đang phát sanh, chúng ta quan sát, chúng ta thấy cái sự thay đổi và nó không có ai hết, thì cái đó tâm chúng ta nó sẽ bình thản đối với niềm vui đó. Thì cái sự bình thản nó thuộc về thọ xả đó. Thì cái đó chúng ta phát triển về cái thản duyên đó, nó thuộc về thọ xả liên hệ đến thiện. Thì đây á, chúng ta là hành giả tu tập tới niệm xứ, chúng ta cũng phải nhận diện được cái niềm vui bất thiện và niềm vui thiện. Thì cái niềm vui về liên hệ đến tham, và niềm vui thiện nó liên hệ với tâm vô tham, vô sân. Là chúng ta tu là chúng ta phát triển cái niềm vui thiện, tức là hỷ giác chi, chúng ta làm cho nó sung mãn. Sau này chúng ta tu tập đến thời gian cái chánh niệm chúng ta sắc bén, khi nào chúng ta muốn khởi cái niềm vui là niềm vui sanh khởi. Chẳng hạn giờ người cư sĩ chúng ta tu tập nó đã già dặn, có sự hiểu biết rồi, mỗi đối tượng sanh khởi chúng ta có thể khởi lên cái niềm vui được. Chẳng hạn giờ sư ngồi thiền, cái đau đang diễn ra, sư quan sát cái đau, sư thấy cái đau này không có liên quan tới mình hết, thì cái đó sư hiểu được cái đau đó. Và trong lúc cái sự hương phấn của nội tâm nó sanh khởi lên, đau đang có mặt nhưng mà cái tâm nó vẫn có sự an lạc và có sự hương phấn trong đó. Thì trong lúc này chúng ta vẫn sinh khởi được cái niềm vui. Chúng ta quan sát những cái suy nghĩ, chúng ta thấy rằng cái suy nghĩ này không liên quan tới mình, nó là đối tượng thôi, để chúng ta quan sát. Thì cái đó chúng ta hiểu rằng nó không liên quan tới mình, có thể chúng ta vẫn khởi lên cái niềm vui được. Khi mà chúng ta hiểu pháp là cái niềm vui nó sẽ sanh khởi. Và khi mà chúng ta có sự hiểu pháp mà cái niềm vui nó sanh rồi đó, chúng ta chỉ tác ý là cái niềm vui đó bắt đầu nó tiếp tục nó sẽ sanh khởi. Là sanh khởi là chúng ta cứ lấy cái niềm vui đó chúng ta quan sát, và niềm vui này sẽ trợ tạo tiếp tục cho niềm vui khác sanh ra. Có thể một cái thời thiền cái hỷ lạc của chúng ta nó kéo dài rất là nhiều, nhưng mà cái hỷ lạc này nó thuộc về thiện, nó không phải là tham. Và khi chúng ta có cái niềm vui như vậy đó, chúng ta rất là thích thú để chúng ta hành thiền. Khi chúng ta hành thiền chúng ta không có cái sự an lạc, không có sự hỷ lạc nó phát sanh đó, thì có những lúc chúng ta cũng nhàm chán chứ. Thì chúng ta tu thọ quán niệm xứ là chúng ta phải biết có những cái niềm vui liên hệ bất thiện và niềm vui thiện, chúng ta cũng phải cần quan sát. Rồi cái nỗi buồn á, khi nãy sư có đề cập á, tức là nỗi buồn bất thiện chúng ta cũng phải cần quan sát, và nỗi buồn liên hệ đến thiện chúng ta cũng phải cần quan sát. Nhưng mà cái nỗi buồn mà liên hệ đến thiện á, tức là chúng ta thỉnh thoảng thôi chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng phát triển đến nó. Tại vì trong đời sống chúng ta tu tập có những lúc thì chúng ta cũng phải có sự ưu tư, chúng ta suy gẫm về cuộc đời này. Chúng ta muốn phát triển cái nỗi buồn mà liên hệ đến thiện đó, thì sư chỉ cho các vị phát triển bằng cách. Thứ nhất là chúng ta suy tư. Chúng ta suy tư, chúng ta nghĩ rằng cái luân hồi là đau khổ. Có thân đây phải bị già, bị bệnh, bị chết. Mà ta sống cuộc đời này đó, thì thiện pháp
thiện tâm thì phát sanh ít, mà bất thiện tâm thì phát sanh nhiều. Mà ta sống với bất thiện nhiều đó, mà ta còn luân hồi, ta chết, ta sanh vào bốn cái đọa xứ thì ta khổ. Cuộc đời này không có gì gọi là hạnh phúc cả, nó chỉ là một bãi khổ thôi. Nhưng mà chúng ta suy tư như vậy, cái nỗi buồn nó sẽ sanh. Thì trong cái nỗi buồn đó, nó có những lúc thì chúng ta cũng phải cần phát triển. Chứ chúng ta sống mà chúng ta nhìn cái cuộc đời này vui tươi quá, chúng ta không muốn tu nữa. Chúng ta dễ đắm nhiễm đó. Có những lúc mà chúng ta suy tư như vậy là chúng ta mới tha thiết để chúng ta tạo những thiện pháp, chúng ta siêng năng trong việc thành thiện. Thì những cái sự ưu tư này nó thuộc về cái nỗi buồn mà liên hệ đến thiện. Thì khi chúng ta suy nghĩ như vậy thì nó sanh khởi, thì chúng ta thấy không cần nữa, thì chúng ta quan sát cái nỗi buồn đó, nó sẽ biến mất, tâm chúng ta sẽ bình thản trở lại. Khi mà các vị mà có sự lười biếng, các vị dễ vui, các vị cũng phải suy ngẫm cho cái nỗi buồn này nó sanh khởi. Chúng ta nghĩ về các cõi khổ. Chúng ta nghĩ rằng mình sống như thế này, không biết cái vô thường nó đến lúc nào, mà ta chết trong lúc này thật bất hạnh cho ta, thật đau khổ cho ta. Thì khi chúng ta suy nghĩ về cái sự ưu tư nó sẽ sanh khởi. Thì cái sự ưu tư này nó liên hệ đến thiện. Có những lúc thì chúng ta cũng phải cần phát triển. Thì tâm chúng ta thì phiền não thì nó nhiều lắm, nó rất là mưu mô. Thì có những lúc chúng ta phải dùng những thiện pháp để chúng ta đối trị nó. Thì đây chúng ta tu tập về thọ quán niệm xứ là chúng ta phải quan sát được cái nỗi buồn liên hệ đến bất thiện và cái nỗi buồn liên hệ đến thiện. Rồi bây giờ sư sẽ đề cập đến cái sự thản nhiên, tức là thọ xả. Thọ xả thì ở đây đó, tức là cái sự thản nhiên. Thì thản nhiên có những lúc chúng ta không vui không buồn, và cái thọ xả này nó cũng có hai dạng, thiện và bất thiện. Cái thản nhiên mà liên hệ đến si, cái thản nhiên đó chúng ta học không nên phát triển. Có những lúc mà chúng ta nhìn cái người đó, người ta đang khổ đau mà chúng ta có điều kiện giúp, mà chúng ta nhìn giống như không có chuyện gì xảy ra, tâm chúng ta bình thản. Cái bình thản này tức là liên hệ đến si. Có những người ta nói là cái người vô tâm. Thì cái xả này đó, nó thuộc về bất thiện, thì chúng ta cũng phải quan sát cái sự thản nhiên này. Và cái sự thản nhiên này đó thì nó hơi khó thấy một chút, tại thọ xả nó vi tế hơn. Rồi có những lúc á, chúng ta quan sát về cái thọ xả liên hệ đến thiện. Khi mà chúng ta tu tập tới niệm xứ thì như thế nào là chúng ta biết đó là thọ xả liên hệ đến thiện? Có những lúc chúng ta quan sát đối tượng thân tâm này, chúng ta thấy mọi cái hiện tượng nó cứ đến nó đi vậy đó, là chúng ta cũng không có dính mắc đến chúng nữa, không có bất mãn đến chúng nữa. Chúng ta thấy mọi cái hiện tượng đến là chúng ta cứ bình thản, những gì xảy ra chúng ta biết hay biết hay biết, chúng ta bình thản, tâm chúng ta nó có sự định tĩnh, cái sự bình yên bình thản đó. Thì cái sự bình thản đó, không vui cũng không buồn đó, thì trong những trường hợp này chúng ta biết rằng cái thọ xả liên hệ đến thiện. Thì cái xả này chúng ta mới phát triển gọi là xả giác chi mà. Còn cái xả mà liên hệ đến si đó, chúng ta nhìn cảnh mà chúng ta không có hiểu rõ, tâm chúng ta cũng nhìn đó nhưng mà chúng ta không có hiểu biết, chúng ta ngớ ngẩn, chúng ta si mê đó, thì cái thọ xả này liên hệ đến bất thiện. Thì đây tu tập về thọ quán niệm xứ đó, thì chúng ta đó phải hiểu về năm loại thọ. Chúng ta quan sát về thọ khổ, chúng ta quan sát về thọ lạc, chúng ta quan sát về thọ hỷ, chúng ta quan sát về thọ u, và chúng ta quan sát về thọ xả. Đó là đích thực để chúng ta là cái người tu về thọ quán niệm xứ. Rồi bây giờ sư sẽ đề cập về cái vấn đề chúng ta thực hành. Thì đây đó, trong lúc thực hành đó, sư muốn chia sẻ về cho các vị đó về cái thái độ đúng đắn trong lúc mà chúng ta thực hành. Hôm qua sư có chia sẻ về tâm quán niệm xứ, hôm nay sư sẽ chia sẻ về thọ quán niệm xứ, là chúng ta khế hợp với nhau. Nhưng mà chúng ta là cái người tu tập tâm quán niệm xứ thì chúng ta sẽ điêu luyện tâm nhiều hơn. Thì chúng ta là hành giả tu tập tứ niệm xứ đó, thì chúng ta phải hiểu như thế nào gọi là chánh niệm. Chánh niệm tức là cái sự biết những gì đang xảy ra mà không có tham, không có sân, biết một cách khách quan và biết mà không có sự đánh giá trong đó, gọi là chánh niệm.
Cho nên chúng ta là cái người tu tứ niệm xứ, đầu tiên chúng ta phải phát huy chánh niệm trước. Chúng ta phát huy chánh niệm đúng rồi, khi đó tuệ nó mới sanh được. Bây giờ sư sẽ đề cập đến cái pháp hành mà hôm qua sư chỉ cho các vị đó, cách sơ cơ đó, để sư chỉ cho các vị trong lúc các vị quan sát và những cái đối tượng mà hôm qua sư có trình bày dễ hiểu dễ nắm bắt. Thì như thế nào gọi là chánh niệm? Thì giờ chúng ta muốn biết mình có chánh niệm hay không á, các vị phải trải nghiệm. Thì hôm qua sư có hướng dẫn cho các Phật tử chúng ta quan sát về cái đau, tức là chúng ta tu tập về thọ quán niệm xứ. Thì trong lúc mà cái đau nó diễn ra như vậy đó, thì chúng ta là cái hành giả tu tứ niệm xứ, chúng ta đừng có chú vào cái đau. Tại vì chúng ta chú vào cái đau nó sẽ tăng dần. Tại khi mà chúng ta nhìn cái gì rõ đó, thì cái đó nó sẽ gia tăng. Và khi mà chúng ta chú vào cái đau nó gia tăng mạnh quá, thì chúng ta định niệm còn yếu á, thì nó sẽ làm cho chúng ta bị dao động và tâm chúng ta có thể sân hận bất mãn. Và khi mà chúng ta có những sự bất mãn sân hận trong tâm á, mà chúng ta lại chỉ chú vào cái đau đó, chúng ta gồng lên chúng ta chịu đựng á, thì trong lúc đó chúng ta đang phát huy phiền não, chứ không phải là chúng ta tu tập về tứ niệm xứ. Thì tứ niệm xứ là chúng ta phát triển tâm thiện, tâm chánh niệm, chứ không phải là phát triển tâm sân. Thì giờ chúng ta đã ngồi trong vòng 20 phút hay là 30 phút hay là 40 phút tùy theo cái cơ địa, cái thân thể của mọi người, thì cái đau nó phát sanh sớm hoặc là muộn. Thì trong lúc mà người cư sĩ chúng ta quan sát hơi thở vào, hơi thở ra đó, khi cái đau sanh khởi thì chúng ta buông hơi thở ra. Rồi đó chúng ta tu tập về thọ quán niệm xứ. Chúng ta lấy cái đau đó chúng ta quan sát một cách khách quan, hết sức là thoải mái. Và chúng ta vừa quan sát, chúng ta có thể nói trong đầu, cái đau này cũng là đối tượng để ta quan sát và học hỏi. Và cái đau này nó đến rồi nó cũng đi thôi, nó không có liên quan tới mình cả. Để chúng ta trải nghiệm đó. Tức là tu tứ niệm xứ là để chúng ta trải nghiệm, chúng ta học hỏi, chứ không phải là chúng ta xua đuổi cho nó mất đi. Tại vì thiền tứ niệm xứ thì nó thuộc về thiền tuệ mà. Thì giờ chúng ta đã tu tứ niệm xứ mà cái đối tượng đến là chúng ta chặt đứt, chúng ta hay là chúng ta bất mãn với đối tượng đó, thì như vậy không phải là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là để chúng ta quan sát, chúng ta học hỏi, để chúng ta thấy được cái thực tánh, cái bản chất của pháp, để cho trí tuệ chúng ta phát sanh. Bây giờ chúng ta muốn để trải nghiệm được cái thực tánh của pháp á, thì chúng ta phải trải nghiệm, chúng ta ghi nhận bằng chánh niệm, để khi đó tuệ nó mới sanh. Hiện giờ sẽ chỉ cho các Phật tử chúng ta quan sát cái đau đó. Trong lúc cái đau sanh khởi, chúng ta đừng có chú vào cái đau nhiều quá, mà chúng ta nhìn khách quan. Và cho có thể chúng ta nói trong đầu, cái đau này không phải là của tôi, nó cũng là đối tượng để ta học hỏi. Thì các vị với cái sự đúng đắn như vậy đó, các vị chấp nhận như vậy đó, các vị không có gồng, các vị không có khó chịu đó, thì khi đó mình sẽ quan sát một cách rõ ràng và cái sự tiến triển của nó. Thì khi mà chúng ta quan sát một cái khách quan như vậy đó, chúng ta không có chú tâm á, thì trong lúc mà chúng ta đang quan sát cái đau đi, thì có những lúc á, cái tâm chúng ta nó cũng khó chịu. Tại khi chúng ta thắc niệm á, thì cái đau mà nó tăng nhiều quá đó, thì cái tâm chúng ta nó cảm thấy nó phản ứng, phản ứng nó khó chịu. Thì cái sự khó chịu hay phản ứng đó, nó thuộc về tâm sân, nó thuộc về phiền não. Thì giờ chúng ta là hành giả và chúng ta không thấy được cái phiền não này đó, thì chúng ta sẽ đồng với cái sự khó chịu đó, chúng ta cứ khó chịu hoài. Chúng ta ngồi một tiếng đồng hồ, chúng ta gồng lên, chúng ta khó chịu, tức là chúng ta phát huy tâm sân, chúng ta phát huy phiền não, không phải là chúng ta thiền tứ niệm xứ. Thì giờ người cư sĩ chúng ta đó, muốn thấy được cái sự phản ứng của tâm, sự khó chịu của tâm đó, là chúng ta phải nhìn khách quan với cái đau, đừng có chú vào cái đau. Vì trong lúc đó cái đau nó rất là nổi bật, chúng ta không cần chú, chúng ta vẫn thấy. Chẳng hạn như giờ các Phật tử chúng ta đó, nhìn lên trên sư, các vị không cần chú tâm, các vị vẫn thấy sư bình thường, đâu cần chú làm chi. Các vị nhìn lên sư mà các vị chú tâm để các vị nhìn đó, sư nghĩ nhìn khoảng chừng 2 phút, 3 phút, 5 phút rồi chúng ta mệt, chúng ta căng thẳng. Rồi khi mà chúng ta, các vị nhìn lên sư mà nhìn một cách khách quan, thoải mái, là các vị nhìn từ sáng đến chiều cũng không sao cả. Thì khi mà các vị nhìn lên sư đó, sư là gì? Sư là đối tượng. Thì các vị cần kiếm cái gì nơi sư, mà các vị phải coi cái thái độ mình nhìn như thế nào. Trong lúc các vị nhìn khách quan, trong lúc đó các vị nhìn cảm thấy khó chịu, với thái độ khó chịu là tâm sân, thì trong lúc đó chúng ta phải nhận diện được cái phiền não tâm sân. Thì
Khi đó chúng ta tu tập tâm quán niệm xứ. Thì khi đó chúng ta nhìn được cái tâm sân, là tâm sân nó mất rồi, chúng ta nhìn lại chúng ta không có khó chịu nữa, tức là chúng ta đang chánh niệm. Rồi các vị nhìn sư với khách quan đó, trong lúc đó các vị cảm thấy thích thú thì đó là tâm tham. Rồi chúng ta ghi nhận được tâm tham mà nó sẽ mất liền. Thì khi các vị nhìn lên, các vị nhìn chỉ là nhìn thôi, thì khi đó các vị có chánh niệm. Thì trong lúc này các Phật tử nhìn sư đó, thì sư là đối tượng, thì sư đâu phải là các vị đâu. Thì đối tượng là gì? Đối tượng là bị tâm nhận biết. Những gì mà bị tâm nhận biết gọi là đối tượng. Vậy trong lúc mà chúng ta ngồi, chúng ta bị đau, cái đó thuộc về gì? Đối tượng. Tại vì trong lúc đó các vị đang đau, các vị tâm các vị nhận biết cái đau, thì cái đau nó trở thành đối tượng. Thì cái đau nó trở thành đối tượng thì cái đau nó đâu phải là của các vị đâu. Mà không phải của mình, nó liên quan tới mình để mình bắt mạng đối với nó. Thì trong những trường hợp này đó, chúng ta phải hiểu như vậy, rồi chúng ta phải chấp nhận bằng cái cách hiểu biết. Chúng ta nghĩ rằng cái đau này cũng là đối tượng để ta trải nghiệm và học hỏi, không liên quan tới mình cả. Ở đó mình cũng không mong muốn cho nó biến mất. Và các Phật tử chúng ta quan sát cái đau đó. Cái đau đang diễn ra, chúng ta nhìn một cách bình thản. Khi nào có sự suy nghĩ, chúng ta quan sát suy nghĩ, chúng ta buông. Tiếp tục chúng ta nhìn cái đau. Và chúng ta nhìn cái đau, chúng ta quan sát cái đau, trong lúc đó cái tâm chúng ta khó chịu, chúng ta quan sát sự khó chịu đó, chúng ta buông, rồi chúng ta lại nhìn lại cái đau. Và tâm chúng ta biết rõ cái đau đang diễn ra, mà tâm chúng ta có sự bình thản là chúng ta biết mình đang chánh niệm. Cái đau đang diễn ra như vậy, có những lúc nó đau rất là dữ dội, nhưng mà tâm các vị rất là bình yên tĩnh lặng, các vị biết rằng các vị đang có chánh niệm, đó là thái độ đúng. Chúng ta cũng không mong cầu vượt qua cái đau, chúng ta cũng không mong cầu cái đau biến mất. Thì chúng ta cứ quan sát đi, khi nào chúng ta chịu hết nổi là chúng ta thay đổi tư thế. Đâu có gì đâu mà chúng ta phải sợ. Chúng ta phải gồng lên. Thì khi mà chúng ta tu tập đúng, suy nghĩ rằng cái đau cũng giúp cho chúng ta, cho người cư sĩ chúng ta phát triển chánh niệm. Cái đau cũng giúp cho chúng ta an trú để định tâm. Cái đau cũng giúp cho chúng ta có sự hiểu biết. Và khi chúng ta nhìn cái đau cái khách quan đó, là lâu ngày chúng ta thấy rằng có một cái tâm nó đang biết cái đau. Trong lúc này chỉ có cái tâm nó đang biết cái đau, chứ không phải là tôi biết cái đau. Mà cái tâm đang biết cái đau nó cũng liên quan tới mình đó. Trong lúc này chỉ có tâm đang biết cái đau là đối tượng, và tâm đang biết cái đau thôi, thì tuệ nó sẽ sanh rồi. Đó, chúng ta tu tứ niệm xứ là chúng ta để trải nghiệm và để cho tuệ nó sanh, chứ không phải là cái đau đến là các vị, cái đau nó sanh khởi các vị gồng lên, các vị chịu đựng bằng cái sự bức xúc, bằng cái sự kham nhẫn, không có sự hiểu biết á, là chúng ta phát triển tâm sân. Như vậy không phải là chúng ta tu thiền tứ niệm xứ. Các vị mà tu như vậy, suy nghĩ rằng chúng ta tu suốt cuộc đời này đó, chúng ta cũng có phát triển được hết. Không khéo là chúng ta chỉ phát triển tâm sân thôi. Sau này khi nghĩ đến thiền là chúng ta sợ thiền. Thì cách mà sư chỉ cho các vị có thái độ đúng đắn đó, là chúng ta phải thường kiểm tra thái độ. Chúng ta nhìn đối tượng khách quan, chúng ta nhìn coi bằng cái thái độ tâm gì. Đó là cái đối tượng mà chúng ta phải cần quan sát trong lúc chúng ta hành thiền. Rồi khi mà trong lúc chúng ta hành thiền á, hôm qua sư chỉ cho các Phật tử chúng ta đó, tức là chúng ta quan sát hơi thở. Thì trong lúc mà chúng ta quan sát hơi thở cũng vậy, chúng ta đừng có chú quá, chúng ta cũng quan sát một cách khách quan thoải mái, hơi thở vô chúng ta biết vô, hơi thở ra chúng ta biết ra. Chúng ta chỉ có bổn phận chúng ta theo dõi thôi. Nếu mà chúng ta chú tâm quá thì chúng ta tu tập không khéo, chúng ta đã bước qua cái cách mà chúng ta tu tập thiền định. Tại thiền tứ niệm xứ là chúng ta chỉ quan sát một cách thoải mái để chúng ta hiểu được cái bản chất của pháp. Mà khi mà chúng ta quan sát một cái khách quan như vậy đó, các vị đang quan sát hơi thở, có suy nghĩ, bắt đầu chúng ta lấy suy nghĩ đó chúng ta quan sát. Chúng ta đang theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra một cách hết sức là thư giãn thoải mái. Nó có sự suy nghĩ đến. Thì cái suy nghĩ đến mà chúng ta lại bức xúc với suy nghĩ, chúng ta xua đuổi suy nghĩ, chúng ta bất mãn suy nghĩ, thì như vậy chúng ta cũng có thái độ đúng luôn. Thì bây giờ chúng ta theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra đó, thì có suy nghĩ đến thì chúng ta buông hơi thở ra. Chúng ta thì lấy cái suy nghĩ đó chúng ta quan sát. Tại vì suy nghĩ cũng là đối tượng thiền tứ niệm xứ mà, nó thuộc về tâm quán niệm xứ. Chúng ta coi cái diễn tiến nó như thế nào,
với sự khách quan, chúng ta cũng đừng có chú tâm quá. Chúng ta quan sát một cách hết sức là thoải mái. Hãy suy nghĩ đó như thế nào. Mà khi nào chúng ta bực với suy nghĩ thì chúng ta quan sát cái tâm bực đó. Thì khi mà chúng ta quan sát suy nghĩ với thái độ đúng đó, đắng thì suy nghĩ nó sẽ biến mất. Mà ở đây chúng ta tu tập tới niệm xứ đó, khi nào có thái độ đúng đắn thì khi đó có sự bình yên. Cho dù cái suy nghĩ đang sanh khởi hay là cái đau đang sanh khởi, chúng ta vẫn có sự bình yên. Thì sẽ cho một ví dụ cho người cư sĩ chúng ta hiểu như thế nào gọi là thái độ đúng đắn, nó tạo ra sự bình yên. Chẳng hạn khi mà chúng ta gặp cái người nào mà chúng ta ghét, họ đến, chúng ta nhìn họ bằng cái thái độ tâm sân. Khi mà chúng ta nhìn cái người này, cái tâm sân nó sanh khởi, với trạng thái tâm sân mà nó làm chúng ta bức xúc, làm cho đầu chúng ta căng thẳng và tâm chúng ta cảm thấy nó khó chịu vô cùng, thì trong lúc đó chúng ta đang nhìn bằng gì? Nhìn bằng tâm sân. Thì tâm sân thì nó tạo ra cái sự bức xúc, nó khó chịu. Thì khi mà cái người mà chúng ta thương, chúng ta ái nhiễm đến người đó đó, chúng ta nhìn là cái tâm chúng ta nó bị dao động đi, nó làm chúng ta cũng mệt mỏi lắm. Tức là chúng ta đang nhìn bằng tâm tham, thái độ tâm tham. Rồi bây giờ chúng ta nhìn cái người đó mà chúng ta không có sân hận, chúng ta không có dính mắc, mà chúng ta nhìn, chúng ta chỉ biết khách quan thôi, biết chỉ là biết thôi. Khi mà chúng ta nhìn chỉ là nhìn với khách quan mà chúng ta không có bất mãn, chúng ta không có dính mắc á, thì trong lúc đó chúng ta nhìn có sự bình yên liền. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta nhìn với thái độ đúng chánh niệm thì nó sẽ tạo ra cái sự bình yên. Thì chúng ta phải hiểu về cái chánh niệm là như vậy. Nên tu tới niệm xứ là chúng ta có thái độ đúng á, thì cái đối tượng nào cũng giúp cho chúng ta hiểu biết cả. Thì như thế nào cũng vậy, trong lúc mà suy nghĩ đến á, mà các vị cảm thấy khó chịu với cái suy nghĩ, thì cái đó chúng ta nhìn bằng tâm gì? Nhìn bằng tâm sân. Chúng ta đang phát triển phiền não. Suy nghĩ là phiền não rồi, tiếp tục chúng ta phát triển thêm phiền não, tức là tâm sân, hỗ trợ cho phiền não nó lớn mạnh. Khi mà chúng ta bất mãn đối với suy nghĩ đó, thì suy nghĩ nó càng nhiều nữa. Nó không mắc mà nó còn đến nhiều nữa. Thì như vậy đâu phải là chúng ta tu tướng niệm xứ. Rồi có những cái suy nghĩ nó đến mà chúng ta lại thích thú, chúng ta lại dính mắc, rồi chúng ta tiếp tục suy diễn, tức là làm chúng ta dao động nữa, tức là chúng ta đang biết bằng tâm tham. Thì giờ chúng ta là hành giả tu tới niệm xứ đó, suy nghĩ đến thì chúng ta nghĩ rằng cũng giống như bao đối tượng khác, nó cũng là đối tượng để ta học hỏi. Thì chúng ta quan sát một cách thoải mái, cái sự diễn tiến của nó là tự nó biến mất. Thì trong lúc mà đang có suy nghĩ, tâm các vị vẫn có sự bình an tĩnh lặng trong đó. Thì khi mà chúng ta có thái độ đúng thì bất cứ đối tượng nào cũng giúp cho các vị có sự bình an tĩnh lặng cả. Trong lúc mà các vị đang đau, nhưng mà các vị có thái độ đúng, các vị không có bực mình đối với cái đau, các vị vẫn nhìn khách quan, tâm các vị vẫn có sự định tĩnh, bình an tĩnh lặng, rất là thoải mái. Và trong lúc đó chúng ta có thể khởi lên cái sự hỷ tâm, chúng ta có tuệ, chúng ta hiểu, nó khởi lên cái sự quan hỷ. Thì mỗi suy nghĩ đến mà chúng ta nhìn với khách quan đúng đắn rồi đó, lâu ngày tại nó hiểu, nó thấy được cái sự thay đổi của suy nghĩ. Và trong lúc này nó hiểu rằng cái suy nghĩ không có liên quan tới mình, hỷ tâm bắt đầu nó sanh lên. Hay là cái sự thản nhiên của nội tâm nó sanh lên, thì suy nghĩ nó sẽ giảm dần, bớt đi cái sự suy nghĩ và tâm chúng ta có sự bình yên, tĩnh lặng. Chúng ta tu như vậy nó mới đúng. Thì đó là cái thái độ đúng đắn cho người cư sĩ chúng ta thực hành tới niệm xứ. Thì trong lúc ngồi ta suy nghĩ rằng cái tiếng động thì nó cũng nhiều lắm, chúng ta cũng phải cần tập quan sát tiếng động. Chẳng hạn chúng ta đang ngồi thiền đó, thì cái người đi vô, người đi ra, có những người thì họ kéo mùng nó sột sạt, có những người thì họ làm cái tiếng động nó lớn quá. Thì có những cái tiếng động đó chúng ta cũng phải tập ghi nhận. Bây giờ tiếng động nó cũng là đối tượng mà, thì tâm chúng ta biết được tiếng động thì tiếng động nó trở thành đối tượng. Thì trong lúc mà chúng ta quan sát cái tiếng động á, thì chúng ta cũng ghi nhận. Mà trong lúc mà chúng ta dị ứng đến cái tiếng động của một cái người nào họ làm ra đó, thì trong lúc đó chúng ta phải quan sát cái tâm dị ứng, cái tâm bất mãn nó liền. Cái tâm bất mãn, tâm dị ứng đó nó thuộc phiền não á, thì chúng ta quan sát cái tâm khó chịu đó thuộc về tâm quán niệm xứ. Chúng ta quan sát. Thì quan sát cái đó, thay vì chúng ta quan sát hơi thở, quan sát cái đau, quan sát tiếng động, thì giờ chúng ta quan sát tâm sân. Chúng ta quan sát tâm sân mắc rồi chúng ta nghe lại tiếng động. Ở đó tiếng động chỉ là tiếng động.
Ngày xưa đó, sư đi tu thiền ở bên Simin đó, thì ở trong rừng thiền Simin đó thì tiếng ồn nhiều lắm. Những người mà họ làm thợ hồ, họ xây dựng đó, rồi cưa, rồi đục, tiếng động rất là nhiều. Rồi xung quanh có những người ta mở nhạc, mở tivi nó ồn lắm, rồi tiếng lo này kia đó. Thì đầu tiên mà sư chưa có hiểu đó, sư phản ứng với cái tiếng động để làm cho cái tâm mình nó phiền não. Thì sau này sư chấp nhận cái tiếng động đó, khi mà cái tiếng động cũng quan sát, thì khi tâm mình nó phản ứng, mình quan sát cái phản ứng, hết phản ứng là cái nghe là tiếng động, sau này tiếng động nghe chỉ là tiếng động thôi, nó vẫn giúp cho mình có sự bình yên. Và trong lúc mình nghe tiếng động mà cái tâm mình nó suy diễn, nó suy nghĩ, mình quan sát cái sự suy diễn đó, nó hết suy diễn là cái nghe là tiếng động chỉ là tiếng động. Nên tiếng động cũng giúp cho chúng ta quan sát. Thì đây đó, người cư sĩ chúng ta hành thiền á, suy nghĩ rằng á, có những lúc á, có tiếng động chúng ta cũng bực mình, chúng ta phải tập quan sát tiếng động đó, rồi chúng ta quan sát cái sự bực mình đó. Cái bực mình nó thuộc về tâm sân. Thì ở đây đó, chúng ta tu tập đó, niệm xứ là chúng ta phải thấy được cái tâm sân. Tại tâm sân nó thuộc phiền não mà. Thì khi mà cái tâm sân sanh khởi á, thì bây giờ chúng ta cũng phải tập quan sát. Thay vì giờ chúng ta quan sát hơi thở, hay là chúng ta quan sát tiếng động, chúng ta quan sát cái đau, hay là quan sát suy nghĩ, bây giờ chúng ta quan sát tâm sân khi có sự bực mình. Thì khi có sự bực mình á, thì chúng ta cũng phải có thái độ đúng. Chúng ta nghĩ cái tâm sân này cũng là đối tượng để ta quan sát thôi. Còn nếu mà các vị bực mình với tâm sân á, thì tâm sân nó càng mạnh nữa. Thì giờ chúng ta là hành giả tu tập tứ niệm xứ đó, tâm sân đó chúng ta nghĩ rằng nó cũng là đối tượng để mình quan sát với thái độ đúng đắn. Thì khi chúng ta quan sát với thái độ đúng đắn như vậy đó, thì cái tâm sân nó sẽ cường độ nó sẽ giảm và nó sẽ biến mất. Đó là cái thái độ đúng chúng ta cần tu tập tứ niệm xứ, chúng ta phải cần hiểu rõ. Thì ở đây đó, chúng ta tu tập khi mà mới bước đầu đó, là người cư sĩ chúng ta quan sát về hơi thở, suy nghĩ, tiếng động, cái đau và tâm sân. Chúng ta quan sát được năm đối tượng này rồi đó, thì sau này chúng ta sẽ thấy được niềm vui mà nãy sư có trình bày, nỗi buồn, cái sự thản nhiên, hay là tâm tham, hay là tâm si, hay là tâm thiện, thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cái đối tượng và trong thân tâm của chúng ta. Khi đó chúng ta cảm thấy lý thú vô cùng, bởi vì chúng ta khám phá được cái nội tâm của mình. Thì bây giờ sư nhắc lại lần nữa là chúng ta sẽ nghỉ trong lúc hành thiền đó. Thì trước khi chúng ta vô ngồi thiền đó, thì người cư sĩ chúng ta sẽ thư giãn thân tâm hết sức là thoải mái. Chúng ta buông lỏng toàn thân tâm. Chúng ta có thể ngồi kiết già cũng được, hay là ngồi bán già cũng được. Còn người nào không ngồi bán già, kiết già được, chúng ta có thể ngồi chân trước, chân sau giống như người Miến Điện vậy đó. Tức là chúng ta để chân trước, chân sau. Bỏ ra trước ra sau vậy nè. Tức là chúng ta dễ dàng. Những người nào bị bệnh đó, thì chúng ta sẽ ngồi nó được, nó không có bị mệt mỏi. Và trước khi vô hành thiền đó, thì chúng ta buông lỏng toàn thân tâm. Và khi đó chúng ta phải quan sát, có thể hơi thở hay là phòng xẹp hay là cái đau, những gì xảy ra chúng ta cứ có bổn phận chúng ta quan sát thôi. Và trong lúc hành thiền á, thì chúng ta phải nhớ một điều á, không có gì quan trọng cả. Và chúng ta phải nhớ rằng trong lúc hành thiền, đối tượng nào sanh khởi thì chúng ta cứ quan sát đối tượng đó. Chúng ta cũng không có mong cầu cái gì, chúng ta cũng không có tưởng tượng cái gì hết. Mà trong lúc ngồi thiền mà các vị mong cái này, muốn cái kia, hay là các vị tưởng tượng cái này cái kia đó, thì cái đó chúng ta tu sai rồi. Chúng ta chỉ có ngồi vô, chúng ta chỉ có bổn phận chúng ta quan sát thôi. Có hơi thở, quan sát hơi thở. Có tiếng động, quan sát tiếng động. Có cái đau, quan sát cái đau. Có tâm sân, quan sát tâm sân. Có suy nghĩ, quan sát suy nghĩ. Tức là trong lúc chúng ta ngồi, có đối tượng nào nổi bật, chúng ta quan sát đối tượng đó. Và khi chúng ta quan sát mà tâm chúng ta mà nó bị dao động nhiều quá đó, chúng ta không có thể quan sát được nữa đó, thì có thể chúng ta trở về hơi thở, hay là chúng ta trở về phòng xẹp, về đề mục chính của mình. Khi mà chúng ta quan sát cái tâm chúng ta yên rồi, chúng ta buông ra, có cái gì chúng ta quan sát cái đó. Và trước khi vô ngồi thiền đó, thì chúng ta thư giãn một cách thoải mái như vậy, và chúng ta tác ý trong đầu. Trước khi vô ngồi thiền chúng ta phải tác ý, chúng ta nói trong đầu đó. Trong lúc này chỉ có thân ngồi thôi,
chứ không phải là tôi ngồi. Trong lúc này chỉ có tâm nó hay biết thôi, chứ không phải là tôi hay biết. Và khi chúng ta nói như vậy rồi, bắt đầu chúng ta mới ngồi hết sức là thư giãn, chúng ta quan sát những gì đang xảy ra. Khi mà chúng ta ngồi, chúng ta có sự tác ý như vậy đó, thì chúng ta có sự chấp nhận và chúng ta sẽ có sự bình yên. Tại vì khi mà chúng ta quan sát ngồi, chúng ta thấy không có gì quan trọng á, tâm chúng ta nó bình thản và nó tạo ra sự bình yên. Và cái gì đến chúng ta cũng không có bất mãn, chúng ta cũng không có xua đuổi. Và cái gì đến chúng ta cũng không có dính mắc. Chúng ta biết những hiện tượng nào đến chúng ta quan sát, hiện tượng nào đến chúng ta quan sát, đối tượng nào đến chúng ta quan sát. Và khi nào có sự bực mình chúng ta quan sát bực mình, có khi nào có sự dính mắc chúng ta quan sát sự dính mắc, vậy thôi. Đó là cái thái độ đúng đắn khi mà người cư sĩ chúng ta hành thiền. Thì hôm nay sư xin chia sẻ thêm về cái phương pháp thọ quán niệm xứ. Là chúng ta nhớ, chúng ta tu tập về tâm quán niệm xứ đó, rồi chúng ta quan sát về tâm thiện và tâm bất thiện. Rồi chúng ta tu tập về thọ quán niệm xứ là chúng ta quan sát về cảm giác, tức là sự đau đớn của thân, cái sự an lạc của thân, cái sự ưu tư nỗi buồn của tâm, và cái sự quan hỷ của tâm, và cái sự thản nhiên của nó tâm. Là chúng ta phải có sự khế hợp. Thì giờ này sự chia sẻ của sư đến đây cũng vừa phải lẽ. Có phần phước nào phát sanh, xin chia đến các cô tu nữ và toàn thể nam nữ Phật tử. Cũng phần phước này chia đến tất cả chư thiên. Mong cho các Phật tử chúng ta hành thiền trong 10 ngày được an vui. Và mong cho các vị luôn luôn tạo được nhiều thiện pháp và tinh tấn tu hành, để đoạn tận khổ đau, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng nhau cả thải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.